Tổng thống Cristina Fernandez phải nghỉ làm việc vì tình trạng sức khỏe, tin từ Buenos Aires. Bác sĩ đã khuyến cáo Tổng thống Cristina Fernandez nghỉ dưỡng trong thời gian một tháng. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết là vị nữ Tổng thống 60 tuổi này đã có máu tụ ở trong não. Bác sĩ cho xuất viện sau khi khám cho thấy cục máu còn quá nhỏ để phải giải phẫu. Nữ Tổng thống Fernandez đã phải giải phẫu tuyến giáp trong năm ngoái vì bị ung thư và bà ta đang phải thường xuyên đi khám bệnh tim.